cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp các giám đốc điều hành của Big Oil, nhóm công ty dầu khí lớn nhất thế giới, tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Mar-a-Lago tháng trước. Buổi gặp này do ông trùm dầu mỏ người Mỹ Harold Ham tổ chức. Ngoài sinh tấn dẫn nguồn tin cho biết, trong cuộc gặp, ông Trump đã đề nghị các giám đốc điều hành quyên góp 1 tỷ đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Đổi lại, ông sẽ thực hiện các biện pháp cắt giảm thuế và nới lỏng quy định cho ngành dầu khí nếu đắc cử. Tuy nhiên, nguồn tin của Hin cho biết đây không phải là một hình thức đổi chác một nguồn tin khác xác nhận về yêu cầu quyên góp của ông Trump, cho biết cựu tổng thống đã của trách các lãnh đạo Big Oil vì không chi đủ tiền cho chiến dịch tranh cử của ông. Trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đang bước vào giai đoạn cuối, các tỷ phú ngành dầu mỏ đã trở thành một nguồn tài trợ chủ chốt cho ông. Những người đứng đầu các tập đoàn dầu mỏ như Kenzy Warren của Energy Transfer LP, Harold Ham của Continental Resources Inc. và Jeff Hindebrand của Hincorp Energy Co. đã mở rộng ví để hỗ trợ cho chiến dịch của ông Trump. Đặc biệt, ông Trump đã tổ chức các sự kiện gây quỹ tại Midland và Houston Texas, trung tâm của ngành dầu mỏ, nhằm thu hút thêm sự ủng hộ từ giới lãnh đạo ngành năng lượng. Trong giai đoạn cuối của cuộc đua, ngành dầu mỏ đã vươn lên trở thành nguồn tài trợ lớn thứ tư cho chiến dịch của ông Trump, tăng 6 bậc so với chu kỳ bầu cử năm 2020. Mối quan hệ giữa ngành dầu mỏ và Đảng Cộng hòa đã trở nên gắn bó chặt chẽ hơn, khi các lãnh đạo trong ngành này ngày càng dựa vào ông Trump và đảng của ông để thúc đẩy các chính sách có lợi cho họ. Điều này càng rõ ràng khi số lượng các nghị sĩ Đảng Dân Chủ ủng hộ ngành dầu mỏ trong Quốc hội ngày càng giảm. Tyson S. Locum, giám đốc chương trình năng lượng của nhóm giám sát Public Citizen, đã mô tả các giám đốc điều hành dầu mỏ như một giếng tiền không đáy cho ông Trump, bởi các tập đoàn này đang dồi dào tài chính và có sức ảnh hưởng lớn tại Washington. Ông Trump đã cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khai thác dầu và khí đốt, bao gồm việc bãi bỏ các quy định về ô nhiễm được ban hành dưới thời Joe Biden ông cũng hứa sẽ chấm dứt ngay lập tức lệnh tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu khí đốt tự nhiên mới mà chính quyền Biden áp dụng. Trong khi đó, ông Trump và đội ngũ của mình chỉ trích phó tổng thống Kamala Harris và cho rằng bà bị kiểm soát bởi các nhà hoạt động môi trường cực đoan, những người đang thúc đẩy các chính sách năng lượng mà họ cho là quá khắc nghiệt và buộc người dân Mỹ phải mua các phương tiện chạy bằng điện mà họ không thể chi trả. Mặc dù ban đầu một số lãnh đạo ngành dầu mỏ như Harold Hamm và Jeff Hindelbrand không mấy mặn mà với ông Trump. Nhưng khi cuộc đua của Đảng Cộng hòa thu hẹp, họ đã quay lại ủng hộ ông. Những người như Brian Sheffield, nhà sáng lập Basley Energy, đã đóng góp gần 850.000 đô la Mỹ cho quỹ hành động chính trị của ông Trump vào tháng 5. Sheffield cho biết, ông Trump ủng hộ ngành năng lượng và kinh doanh, nhưng thừa nhận rằng ông Trump chưa bao giờ đặt ngành này lên hàng đầu. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá ông Trump là lựa chọn tốt hơn nhiều so với bà Kamala Harris đối với ngành dầu mỏ. Trong cuốn sách sắp ra mắt có tên Stolen Pride, nhà xã hội học Ali Russell Hustin mô tả về thời gian mà sống tại các thị trấn và khu ổ chuột của quận 5 của Kentucky, một trong những quận có nhiều người da trắng nhất, nghèo nhất và ủng hộ ứng cử viên Trump nhất trên toàn quốc. Trong thời gian tại đây, bà nhận thấy một điều thú vị về những người có xu hướng phấn khích về phong trào Trump. Những người say mê Donald Trump nhất không phải là những người ở dưới tầng thấp nhất xã hội, ví dụ như những người mù chữ, những người đói khát Thay vào đó, những người hâm mộ ông Trump nhất có thể lại là giới tinh hoa của những người bị bỏ lại phía sau, hay hiểu đơn giản là những người thuộc nhóm thẳng trột làm vua sứ mù. Có một sự phân hóa rất rõ ràng giữa những người ủng hộ của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ở Mỹ. Các số liệu nghiên cứu hàng chục năm nay của các cơ quan nghiên cứu thiên hữu và thiên tả, cũng như các cơ quan nghiên cứu độc lập đều đi đến một kết luận giống nhau. Trong khoảng 30 năm trở lại đây, đa số đàn ông Mỹ da trắng có trình độ học vấn phổ thông, trình độ giới đại học có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa cao. Theo cơ quan nghiên cứu độc lập có uy tín Pew Research Center, thì tỷ lệ những cử tri nam da trắng bầu cho Cộng hòa, Dân chủ lên tới 60 và 30 trong cuộc bầu cử 2020. Không những thế, họ là các người ủng hộ cực kỳ cuồng nhiệt của Đảng Cộng hòa. Sự ủng hộ cuồng nhiệt của các fan Cộng hòa, một phần có nguồn gốc là nhiều người trong số họ có trình độ học vấn thấp, làm những công việc tay chân, nặng nhọc và có thu nhập thấp. Tiếp xúc với họ mới thấy, nhiều người rất thuất bụng, chất phác nhưng có phần dữ dội, dễ bị kích động họ rất tự hào và yêu nước Mỹ của họ, nhưng nhiều người bất mãn do cuộc sống khó khăn. Trong nền kinh tế có hàm lượng chất xám cao như ở Mỹ, với trình độ có hạn, những người này thường chỉ làm những công việc có đồng lương thấp là những công việc dễ bị cạnh tranh bởi những người di cư bất hợp pháp từ Nam Mỹ. Hơn thế nữa, trong suốt hơn 30 năm qua, giới chủ doanh nghiệp ở Mỹ đã chuyển một số lượng lớn nhà máy xí nghiệp ra nước ngoài, chủ yếu là qua Trung Quốc. Vì vậy, các cử tri này cũng có ác cảm đặc biệt về Trung Quốc. Do trình độ có hạn, cũng như không có thời gian để tìm hiểu các thông tin nghiêm túc, thường là phức tạp và khó hiểu. Họ rất dễ bị thu hút bởi các thuyết âm mưu cũng như các khẩu hiệu mị dân của các nhà chính trị theo chủ nghĩa dân túy. Tổng hợp lại, những phát hiện này cho thấy rằng câu chuyện không chỉ đơn giản là sự thiếu thốn về kinh tế gây ra sự phẫn nộ về văn hóa. Và để thực sự hiểu những gì đang diễn ra trong cuộc bầu cử ngày nay, chúng ta cần chú ý đến những chia rẽ trong các nhóm rộng lớn này. Theo Sputnik, cựu tổng thống Mỹ này là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump cam kết sẽ giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua đàm phán đồng thời trách nhà lãnh đạo đương nhiệm Joe Biden không liên lạc với tổng thống nga Vladimir Putin trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ theo hình thức trò chuyện hỏi đáp ở Pennsylvania ông Trump cam kết tôi sẽ giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán ông nói thêm rằng ông có quan hệ tốt với cả lãnh đạo nga và Ukraine đồng thời khẳng định trong trường hợp nước Mỹ dưới thời ông lãnh đạo xung đột giữa nga và Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra Bên cạnh đó, ông Trump còn chỉ trích ông Biden lâu nay không liên lạc với Tổng thống Nga với Vladimir Putin. Ông nói, Biden không làm gì để giải quyết cuộc xung đột này. Ông ấy thậm chí chưa khi nào nói chuyện với Putin trong suốt thời gian hơn một năm qua. Trước đó, theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do tờ Wall Street Journal, WSG thực hiện tại 7 bang chiến địa, cho thấy ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang có lợi thế hơn đối thủ bên phía Đảng Dân chủ, Phó tổng thống Kamala Harris với câu hỏi ai sẽ xử lý tốt hơn các cuộc xung đột ở Ukraina và Trung Đông. Cụ thể, ông Trump dẫn trước bà Harris ở bảy bang dao động với tỷ lệ 50% so với 39%. Liên quan đến câu hỏi người nào có khả năng xử lý tốt nhất cuộc xung đột tại Ukraina, Nhà tỷ phú này cũng có ưu thế hơn, 48% so với 33%, với câu hỏi người phù hợp hơn để xử lý cuộc xung đột Hamas-Israel. Một báo cáo của ngân hàng đầu tư Piper Sandler cho hay, một cố vấn thương mại lâu năm của ông Trump nói với các nhà quản lý quỹ ở phố Wall rằng nếu tái đắc cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng tới, ứng cử viên của đảng Cộng hòa có thể thực thi chủ trương áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa nhập khẩu ngay sau khi nhậm chức. Việc ông Trump ưa thích áp thuế quan đã không còn là chuyện lạ. Ông thể hiện rõ điều này trong suốt chiến dịch tranh cử, vừa như một chìa khóa để mang lại sự thịnh vượng cho nước Mỹ, vừa như một công cụ hữu hiệu để định hình lại nền kinh tế Mỹ trong một khuôn mẫu chủ nghĩa bảo hộ. Ông Trump nói tới một cuộc vận động tranh cử ở Warren, Michigan hồi tháng 9. Thuế quan là thứ tuyệt vời nhất từng được phát minh ra. Một số nhà kinh tế học và chuyên gia về thuế đã cảnh báo rằng kế hoạch thuế quan trên diện rộng của ông Trump sẽ đẩy giá cả ở Mỹ tăng lên, ảnh hưởng tiêu cực tới tổng sản phẩm trong nước GDP và việc làm trong những công nghiệp chủ chốt của nước này. Đưa ra thông tin về các cuộc gặp của ông Lighthizer, báo cáo của Piper Sandler cảnh báo nhà đầu tư không nên xem nhẹ cam kết của ông Trump về tăng thuế quan lên mức cao lịch sử. Chúng tôi cho rằng thuế quan sẽ được áp trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nhanh hơn trong nhiệm kỳ thứ nhất. Ông Trump có ý chí và phương thức để thực thi cam kết của ông ấy về áp thuế quan 60% lên hàng hóa Trung Quốc. Nhóm nhà phân tích của Piper Sandler cũng cho rằng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu ông Trump tìm cách áp thuế quan 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu, cho dù một động thái như vậy có thể dẫn đến những vụ kiện về thẩm quyền của ông. Theo báo cáo, nếu điều đó xảy ra, ông Trump thậm chí có thể gây ngập lụt bằng cách áp thuế quan lên nhiều đối tượng cụ thể. Những thuế quan có phạm vi hẹp hơn như vậy có thể nhắm vào những quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Mỹ hoặc những ngành cụ thể như ngành công nghiệp ô tô mà ông Trump đã cam kết sẽ bảo vệ các công ty Mỹ khỏi sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài. Ông Trump lập luận rằng các kế hoạch thuế quan của ông sẽ thu về đủ tiền để chi trả cho một loạt đợt cắt giảm thuế lớn mà không yêu cầu bất kỳ sự thỏa hiệp hay cắt giảm nào đối với các chương trình tốn kém của chính phủ như an sinh xã hội và Medicare. Đồng thời, ông tuyên bố sẽ sử dụng thuế quan như một công cụ để ngăn chặn sự cạnh tranh không mong muốn từ nước ngoài và để đạt được lợi thế địa chính trị trước các quốc gia khác. Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi mức thuế cơ bản phủ khắp 10% đối với hàng nhập khẩu nước ngoài, đồng thời để ngỏ khả năng tăng mức thuế đó lên 20% ông cũng có kế hoạch áp thuế quan 60% lên toàn bộ hàng hóa từ Trung Quốc vào Mỹ và thậm chí có thể áp mức thuế quan cao hơn trong một số tình huống cụ thể. Trong một bài phát biểu ở câu lạc bộ kinh tế Detroit vào hôm thứ năm tuần vừa rồi, ông Trump phàn hàn rằng Trung Quốc đang xây nhà máy ở Mexico để sản xuất ô tô bán sang Mỹ. Tôi sẽ áp bất kỳ mức thuế quan nào cần thiết để ngăn chặn nỗ lực đó. Ông nói 100%, 200%, 1000% họ sẽ không bán được cái xe nào ở Mỹ từ những nhà máy mà họ đang xây đó. Tờ The Hill dẫn số liệu từ cuộc thăm dò được Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Đại học Harvard và Công ty Nghiên cứu và Phân tích Thị trường Harris Poll, Harvard, Caps, Harris công bố hôm 14 tháng 10 cho thấy có đến 48,2% cử tri bỏ phiếu sớm ở các bang chiến địa cho biết họ đã chọn ông Trump. Trong khi đó, Tỷ lệ này đối với ứng viên Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris được cho là dao động từ 46,2% đến 47%. Có 5 đến 5,5% cử tri ở các bang chiến địa nói rằng họ hiện chưa chắc chắn liệu nên bỏ phiếu cho ai. Chuyên gia Mark Penn, đồng giám đốc tổ chức cuộc thăm dò nói với tờ The Hill, chiến lược của ông Trump tại những bang chiến địa đang hiệu quả. Trước bối cảnh trên, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhận lời phỏng vấn với kênh Fox News. Fox News vốn được xem là kênh truyền hình sân nhà của ông Donald Trump, với nhiều nhà báo và khách mời ủng hộ ông từ khi ông mới bước chân vào chính trường. Cựu Tổng thống Mỹ cũng thường xuyên trả lời phỏng vấn trên đài này. Kênh truyền hình này cho hay đây là lần đầu tiên bà Harris trả lời phỏng vấn chính thức trên Fox News. Phó Tổng thống Harris cùng đội ngũ tranh cử chưa công bố thông tin về cuộc phỏng vấn. Fox News nổi tiếng vì khuynh hướng bảo thủ và thân thiện với Đảng Cộng Hòa, mô tả Special Report là một trong những chương trình có nhiều người xem nhất trong ngành truyền hình cáp. Chương trình có tiêu chí trung lập và đảm bảo đa dạng về quan điểm, chủ trương mời lãnh đạo chính trị từ cả hai đảng để thảo luận các vấn đề thời sự và tìm kiếm vùng đồng thuận giữa các bên.